Ê nhau Muni đây, hôm nay mình sẽ đi dùng thử lẩu hấp thủy nhiệt. Quán mình đi có tên là Bắc Kim Thang, chi nhánh Reason Mall nha. Không gian quán trang trí đậm chất Việt, nhỏ nhưng ấm cúng. Menu bao gồm các set combo và các món lẻ. Các loại nước ở đây thì cũng rất là đa dạng và phong phú. Quầy nước chấm tự chọn có sẵn công thức nước chấm luôn. Ở đây thì mình sẽ được 4 món ăn kèm miễn phí. Mình đã order một phần combo niềm vui để dùng thử. Trước khi hấp thì nhân viên sẽ cho gạo vào trong nồi, để khi hấp đồ ăn thì những phần nước tinh túy sẽ chảy xuống dưới làm thành một nồi cháo siêu ngon. Hai cái móc khóa này là quán tặng cho khách. Phần bò lá lốt này là khách đặt bàn trước cũng sẽ được tặng luôn. Và đây là những món ăn nằm trong combo mà mình đã kêu. Mình thấy là cái combo này thì ăn được tầm 3 đến 4 người. Và đây là nồi cháo siêu ngon, có cả sườn non và trứng muối luôn. Mình thấy ở đây thì phù hợp để dẫn cho ba mẹ, ông bà tới, vì đồ hấp dễ ăn và lại còn tốt cho sức khỏe nữa. Và đây là tổng thiệt hại.